Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích Mai Vàng. Đang mê xin cầu đôi ba điều kiện giải quyết và xin quên cuộc sống thành phố Hậu Giang ạ. Dạ, hiện tại thì em đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình là vườn mai của chị Thảo. Hiện tại thì vườn của chị nằm thứ ba hết với cô chú anh chị. Dạ. Địa chỉ của chị là nằm ở ấp Quang Phú, xã Phú Thịnh, Vũng Liêm, Vĩnh Long với cô chú anh chị nha. Zalo hôm nay thì chị cũng có 6 cây mai vàng muốn Zalo cùng với cô chú anh chị ra. Kính mong với cô chú mình yêu thương ủng hộ cho chị Thảo ạ. Rồi em ơi, chúc cô chú anh chị mình xem rất vui và chọn được những cây mai vàng đẹp ưng ý cho nhà căn vườn nhà mình luôn ạ. Đây là một số cây mai vàng, tí nữa là chị Thảo sẽ chia sẻ cụ thể cho với cô chú mình ha. Đây một cốt tàn thông, đế đắm là rất là ok nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu ba hôm nay của vườn chị Thảo luôn ạ. Dạ em xin chào bà chủ ơi. Dạ chào, chào em ạ. Chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay em về được lô cây mai tàn 6 cây để giao lưu cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ấp Văn Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của em là 0938004018. Dạ mời cô chú anh chị theo dõi ạ. Dạ. Dạ mình vô cây đầu clip là cây nào hả bà chủ? Dạ, cây mã số 1 ạ. Dạ, số 1. Dạ, cây đầu clip là mã số 1 cây này hả? Một cốt hả bà chủ? Cây này có đặc biệt gì chứ, chia sẻ giùm em ha. Dạ, cây bông này là bông dẻo, dẻo Thủ Đức, là bông từ 5 đến 12 cánh. Dạ. Dạ. Cái thân của nó là cái khúc này là nó lắc nè. Dạ. Dạ. Này nó già quá trời, dạ. Nó bể ra xù xì. Dạ, dạ. Nó chuẩn bị nó lên xù á. Dạ. Dạ. Cây này là hàng một cốt ha cô chú anh chị. Thân ngay phía dưới này nó hơi lắc nha. Đế nở đế mà rễ thì bỏ đều không có trống nhách nào luôn nha quý cô chú. Cây này cao khoảng chừng nhiêu hả bà chú? Dạ cây này tầm 2,5 m ạ. Dạ. Tán ngang có nhiêu hả bà chú? Dạ tán ngang cũng có 2,5 m hơn ạ. Dạ. Cao 2,5 m, ngang cũng khoảng 2,5 m thôi cô chú anh chị. Cây này một cốt chót ngọn tàn thông luôn nha cô chú. Thân thì nó hơi lắc ha. Cái vàng xương chi cành là rất là đều nhuyễn dày, không có bị lép tàn luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin số rau hoành luôn nha bà chủ ơi. Dạ. Rồi vị trí này là 38 ạ. Dạ. Hoành 38. Dạ 38. Dạ rồi, chỉ đặt xích xuống dưới cho nền nở cũ nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cũ nở là 50 ạ. Dạ, vị trí là 50. Rễ thì bỏ đều, không có trống nhách nào luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây chế đo cái gốc thân giùm em luôn chứ nha. Dạ. Tới đây hả? Dạ. Thân. Thân 19. 19 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này thóc thân thấp nhìn nó gập cây lắm cô chú anh chị. Chi cành thì đóng khách dịch luôn ha. Mấy cái nách này bể da xù xì hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng một cốt tàn thông gót ngọn luôn nha cô chú. Vàng xương rất là ok ha. Cái này mình giao lưu giá bao nhiêu hả bà chủ? Dạ giao lưu với cô chú anh chị là 20 triệu. Bên em bao phí ship 200 km. 20 triệu hả chứ? 20 triệu. Dạ. Bao ship 200 km hả chứ? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Rồi cái mã số 1 là 20 triệu nha quý cô chú. Xin phép đổi cây nha. Dạ tiếp theo là cây mai tàn mã số 2 nha quý cô chú. Cây
cây này là phơm rất là cao luôn hả? Một cốt thân lắm nha cô chú. Cây này cao chắc cũng cỡ 3 mét. 3 mét ha. Cao 3 mét. Dạ. Tán ngang có nhiêu bà chủ? Tán ngang 2,5 mét. Dạ. Cái này cũng là bông dảo luôn hay sao bà chủ? Dạ, bông dảo. Bông dảo từ 5 đến 12 cánh. Dạ. Cái này về cô chú anh chị là chơi bông luôn nha. Đang có nút nụ quá trời luôn á cô chú. Vàng xương chi cành thì đều ha. Và chiều cao thì 3 mét nha cô chú. Tán ngang thì khoảng 2,5 mét. À, cái thân ở dưới này nó dặn cây lắm nha cô chú. Đế thì cũ nở luôn ha. Cây này nó có điểm nhấn là nó dặn cái này nhìn nó nhìn nó đẹp. Cô chú không thích chơi tàn thì mình có thể chơi cắt phôi tán xuống lùm lực rồi cho ok nha cô chú anh chị. Vàng xương chi cành rồi nè, tứ diện luôn ạ. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ ơi. Rồi. Dạ, 39. Vị trí này là 39. Cộng rễ bụi chà bá thôi cô chú anh chị nha. Dạ rồi chứ. Rồi em đi dắt vòng cô chú anh chị mình xem phần đế giúp em ha. Ở phía dưới này có rễ chịu rất là lực nha cô chú. Cái gọng lắc này qua rất là khéo ha. Rễ thì bỏ đều 4 mặt luôn, không có bị trống vách nào luôn cô chú anh chị nha. Nguyên cái bản lưng nó quá trời luôn nha cô chú anh chị. À, chiều cao thì 3 mét, tán ngang là 2,5 mét. Dạ, một cốt mà vàng xương chi cành ok nha cô chú. À, cái này dốc ngọn luôn ạ. Mình giao lưu giá nhiêu thế bà chủ? Giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu. Em bên em bao phí ship 200 km à? Dạ. 19 triệu nha cô chú. Cái này người tàn đều nha cô chú, không có bị lép tàn nữa cô chú anh chị ha. Cái mã số 2. 19 triệu. Rồi, rồi em đổi sang nha. Tiếp theo cây mã số 3 nha quý cô chú. Cây này thì cái vàng xương chi cành nhìn rất là phê luôn ạ. Cao cỡ nhiêu thế bà chủ? Cao 2,5 mét. Dạ. Cái tán ngang chắc lớn lắm bà chủ ha. Ngang cỡ 3 mét á. Dạ. 2,5 mét, 3 mét. Cái này cũng là một cốt luôn quý cô chú. Một cốt là tàn thông dốc ngọn luôn nha. Cái vàng xương chi cành nó nhuyễn dày lắm nha quý cô chú. À, cái này có cái thân lắc nó cũng rất là khéo cây cô chú chị ha. Nó già lắm, mấy cái nách nó bể ra xù xì hết trơn á cô chú chị. Nở cũ nha cô chú. Dạ. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ. Dạ. Dạ, vị trí này 33. Chứ đâu thích xuống cái cũ gì lên ha. 44. Dạ, vị trí này 44. Rồi, chứ đâu cái góc lên từ cái chỗ nằm xuống tới đầu cổ rễ lên ha. Dạ. 31 ạ. Vị trí này 31 nha cô chú anh chị. Dạ, rồi thấy chứ. Ở bên dưới này có rễ cắm xuống luôn nha cô chú. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu thế bà chủ? À, giao lưu với cô chú anh chị mã số 3 là 12 triệu ạ. À. Bên em bao phí ship 200 km ạ. À. Dạ,
Giá này có thương lượng không bà chú? À dạ có ạ. Vậy cô chú anh chị nào mà có mà thiện chí mà muốn sở hữu cây bên em á là em có thương lượng chút ít ạ. Dạ. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để có được giá ưu đãi ha cô chú ha. Chứ đọc lại cho em xin số điện thoại nha. Số điện thoại bên em là 0938 004 018. Dạ. Dạ. Em tên Thảo ạ. À, xe này một cốt lắc nha quý cô chú. Cái tàn này nhìn rất là phê cho chú anh chị nha. Vàng xương nhỉ vàng nha cô chú. Dạ cây này là cây số 3 nha quý cô chú. Rồi em đổi cây luôn nha bà chủ ơi. Dạ, tiếp theo cây mã số 4. Cây này thì cái form nó lùm lụp nha cô chú anh chị, cái tàn tròn vo luôn ha. Vàng xương chi cành thì ok hết rồi cô chú anh chị, rất là dày luôn rồi. Cây này là hàng một cốt nha cô chú. Giót ngọn luôn ạ. À, mình chiều cao khoảng chừng nhiêu hết bà chủ? Chiều cao cũng cỡ 2 mét ạ. Dạ, 2 mét hơn ạ. Tán ngang chắc cũng cỡ 3 mét rồi dạ. Tán ngang 3 mét. Dạ. Tàn lớn lùn lụt cho cô chú chị. Cái này một gốc dớt nha. Mấy cái đất này nó bể da xù xì hết trơn rồi nha cô chú chị. Không nấu gì chứ. Đi hai cây kia luôn đi. Rồi cây này thấp thân thấp, có cái củ trà bá lửa luôn đó cô chú chị. Đế nó gom cũ nhưng mà rễ thì nó bỏ về bầu luôn nha cô chú. Và em xin số đo luôn mà chú. Hoành 37 à? Dạ. Chứ đâu xích xuống cái cũ giùm em nha. Cái cũ 52 à? Dạ, cũ nở nha cô chú anh chị. Dạ rồi. À, chứ đâu cái đường kính bầu giùm em ha. 60 à? Dạ. Đường kính màu 60 nha cô chú. Cây này thoát thân cũng khá là thấp ha. Thoát thân chứ cũng khoảng cỡ một gian tay nha cô chú. Mấy cái nắp này nó bể da nó lên xù hết trơn rồi. Cây này có cành nè. Cũng ok lắm nha cô chú. Đóng đều hết, không có bị nét tàn bên nhào đâu ạ. Chú xe giùm em nha cô chú, xem tổng tàn lại ha. Cái này giá nhiêu hết bà chủ? À, giao lưu với cô chú anh chị là mã số 4 em giao lưu là 18 triệu, bao 200 km ạ, bao phí ship 200 km. Dạ 18 triệu cây mã số 4 cô chú anh chị ha. Dạ cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại chị Thảo giúp em nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0938 004 018, em tên Thảo nha. Dạ. Dạ mã số 5. Số 5. Mã số 5 ạ. Dạ. Rồi số 5 cũng một cây mai tàn một cốt nha cô chú anh chị tàn không ha. Cây này thì dáng nó hơi siêu nha cô chú. Rồi cho em xin một dòng bà chủ ơi. Cái dàn xương chi cành thì rất là đều nha cô chú anh chị. Một cây mai tàn dáng siêu mà đế gom cũ luôn à. Cây này chắc cũng cả 3 mét không bà chủ? Dạ 3 mét à. Dạ. Rồi em xin tán ngang luôn bà chủ nha. Tán ngang 2 mét rưỡi à. Dạ, cao 3 mét ngang 2 mét rưỡi nha cô chú. Đa số là những cây này là một cốt. Cái này là bông dảo luôn ha bà chủ? Dạ, bông dảo. Bông dảo từ 5 đến 12 cánh. Dảo Thủ Đức. Dàn xương chi cành đóng đều quá, không có bị trống bên nào luôn cô chú nha. Dán này nó hơi siêu. Cái này thấp xuống rất là thấp nha cô chú. Đế thì cũ nở nha. Rồi em xin số đo luôn bà chủ luôn.
29 à? Dạ, 29 hoành hay coi đó. Hoành 29. Cái này là mẫu cũ đó. Khó không thì chưa tới một gang tay nữa nha cô chú. Nó thường ít à? Dạ. 5 à? Chứ đâu đường dính màu gì lên cái chú. Dạ, 60 ạ. Dạ, đường dính màu 60. Dễ thì nó bỏ đều, không có bị trống nhắc nào nha cô chú chị. Còn dễ cũng khá là to ha. Rồi mình giao lưu cây này giá như bà chú ơi. À, giao lưu với cô chú anh chị mã số 5 là 9 triệu à. Dạ. Dạ, bên em bao phí ship 200 km à. Một em may dảo. Cây mã số 5 nha cô chú. Một cốt cây này gió tàn không luôn nha. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Thảo nha cô chú. Hoặc là mình có thể đến trực tiếp tại kiện của chị để giao lưu luôn à. Dạ. Rồi em đổi cây luôn nha bà chủ ơi. Dạ. Dạ. Rồi mã số 6 cô chú anh chị nha. Một cây mai tàn, cây này thì tầm trung nha quý cô chú anh chị. À, thân lắc á, cái form tàn thì đều tròn luôn nha cô chú. Vàng xương chi cành cũng khá là ok ha. Cây này chiều cao với tán ngang nhiêu hả bà chủ? À, cây này chiều cao nó cỡ 2 mét. Dạ. Cao 2 mét. Tán ngang này chắc cũng cỡ 2 mét luôn nha bà chủ. Ngang 2 mét. Rồi. Cây này một cốt lắc nha cô chú. Đế thì cũng nở cũ luôn nha. Dễ thì cũng có để bỏ đều nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ ơi. Hoành 27 à? Dạ 27 hoành. Rồi cây này cũng có bắt hơn chắc khoảng cũng cỡ 30 thôi. 30. Hay gì đó hả? Rồi để nở cũ luôn cho chú nha. Ê, cũ nở thôi. Cũ nở 37. Dạ, cái đo cái đường dính đầu gì lên luôn nha. 50. Dạ. Rồi em này cũng là hàng một cốt luôn đó cô chú anh chị. Cây giảo ghi luôn hả bà chủ? Dạ giảo ghi luôn. Dạ. Dạ. Rồi em này thì mình giao lưu giá nhiêu ạ? À? À, cây mã số 6 này em giao lưu là 3,5 triệu ạ. Dạ. Này à, em cũng bao ship luôn. 3,5 triệu nha quý cô chú. Cây này tầm trung vừa chơi nha cô chú, mình có cái sân vườn gọn gọn nên mình trồng cây này ok luôn ạ. À. Rồi. Cây số 7 hả chứ? Dạ cây số 7 à. Dạ cũng là dẻo ghim luôn bà chú ha. Dạ cũng dẻo Thủ Đức bông từ 5 đến 12 cánh luôn à. Dạ. Rồi một cây mai dẻo ghim mã số 7 á cô chú. Cây này thì trực rớt ngọn luôn cô chú nha. Cái này mình trồng được đúng lên cây trực hết cô chú anh chị. Chi cành thì cây này đều hết trơn rồi cô chú. Vàng xương khá là ok ha. Chi cành thì đóng đều cho mấy cô chú bé khá đó là tầm nhảy và to. À, cây này cao khoảng chừng như vậy hết bà chú? Cao cũng hơn 3 mét. Chiều cao 3 mét nha cô chú. Tán ngang hả chứ? Tán ngang 2,5 mét à. Dạ. Rồi cây như một cây thông lớn vậy đó với cô chú anh chị. Một cốt giót luôn nha. Cao 3 mét, ngang 1,5 mét nha cô chú anh chị. Ngang 2,5 mét. Ngang 2,5 mét. Rồi. Cô chú anh chị mình xem phòng đế dưới đây nha. Rồi chú cho em xin cái đầu hoành nha chú. Hoành 34 à? Dạ 34. Hoành thân 34. Dạ. Cây này thì cũng rễ cho bó không mà cũng như anh chị. Ở phía dưới này cũng có rễ lót luôn nha cô chú. Rồi, cây số 7 này thì mình giao lưu giá nhiêu hả bà chủ? À, cây số 7 này giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu. À, dạ. Và
phí ship 200 km, bao phí ship 200 km à? Dạ 7 triệu nha cô chú, cây mã số 7 luôn ha. Cái này mà tàn thành phẩm cái nữa rồi như một cái thông lớn luôn á cô chú. À, cây mã số 7, 7 triệu luôn nha cô chú. Dạ rồi, mình đâu còn cây nào nữa không chế? À, dạ không à, hôm nay vườn em về được 7 cây à, giao lưu với cô chú anh chị. À, mong được giao lưu với cô chú anh chị giá thương lượng à. Dạ. Dạ. Cho em xin lỗi số điện thoại của chú nha. À, số điện thoại của em là 0938004018, em tên Thảo à. Dạ. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết nếp chia sẻ hôm nay của kênh Cuộc Sống Ra Hậu Giang ạ. À, bãi kiểm của chị Thảo thì mình có 7 cây mai tàn ha cô chú. 7 cây mai gạo Thủ Đức, Hoàng Diên, Tàn Thông, Một Cốt. Cô chú anh chị mình đừng nghĩ liên hệ trực tiếp với số điện thoại chị Thảo giúp em ha. Rồi, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ. À.